Tiếp theo chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những cấu trúc ngữ pháp của bài 18 các bạn nhé. Ở bài 18 chúng ta vẫn tiếp tục tìm hiểu về 5 mẫu cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng mẫu cấu trúc ngữ pháp một nhé. Đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu về gì show ke, tức là thể từ điển. Được chưa? Thể từ điển gì show và ke thể từ điển. Thể từ điển, thể nguyên mẫu còn được gọi là thể từ điển, chính là thể cơ bản hay còn gọi là động từ gốc của một động từ. Trong sách từ điển, các động từ thì được sẽ được trình bày ở thể này. Được chưa ạ? Tiếp theo. Ở đây chúng ta có từ 毎日 牛乳 を飲みます. Đúng không ạ? 毎日 牛乳 を飲みます. Mỗi ngày thì tôi đều uống sữa bò. Đúng không? Uống sữa. Đó. Khi mà cái động từ mình dùng ở thể mát sự chính là một động từ lịch sự ấy các bạn, thì nó vẫn chưa phải là động từ ở thể từ điển. Nếu mà muốn chuyển thành động từ ở thể từ điển thì mình sẽ chuyển từ nomimasu thành từ nomu. Mainichi gyūni wo nomu. Hoặc là namae wo oboimasu. Tôi nhớ tên, đúng không ạ? Namae wo oboimasu. Oboimasu cũng là một động từ thể mát sự, lịch sự. Khi đó, nếu mà muốn chuyển thành một từ thể từ điển thì mình sẽ chuyển thành oboeru. Namae wo oboeru. Tiếp theo chúng ta có từ 毎日 yakyu wo shimasu, đúng không? 毎日 yakyu wo shimasu. Shimasu cũng là một động từ lịch sự. Nếu mà muốn chuyển thành thể từ điển thì nó phải là yakyu wo suru, đúng không ạ? Yakyu wo suru. Vậy cách chia thể từ điển như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Ở động từ nhóm 3 vẫn có hai động từ tiêu biểu nhất, đó chính là động từ shimasu. Shimasu thì mình sẽ chuyển thành suru, đúng không ạ? Và kimasu mình sẽ chuyển thành sonaですね. Kuru. Kuru ですね. Kuru chứ không phải là kiru các bạn nhá. Kuru ですよ. Benkyou shimasu, mình chỉ cần chuyển shimasu thành suru là được. Thành benkyou suru ですね. Và tsurete kimasu mình sẽ chuyển thành tsurete kuru, đúng không ạ? Tsurete kuru. Unten shimasu mình sẽ chuyển thành unten suru. Cảm ơn ですね. Đấy, 覚えてください. 次 2 group ですね. Ở động từ nhóm 2 thì mình sẽ chỉ cần bỏ mát sự thêm ru là xong. Đó, là chúng ta sẽ có thể từ điển. Ví dụ như tabemasu mình sẽ chuyển thành taberu, đúng không ạ? Mimasu mình chuyển thành miru. Shimemasu chuyển thành shimeru. Atsumemasu chuyển thành atsumeru. Sutemasu mình chuyển thành suteru. Ii desu ka? Hai, kantan desu ne. Đó, mình chỉ cần bỏ mát sự và thêm ru mà thôi. Tiếp theo nhá, ở động từ nhóm 1 như các bạn cũng đã biết rồi, trước mas thì nó sẽ kết thúc bằng âm i, đúng không? Trước mas nó kết thúc bằng âm i thì khi đó mình chuyển cái âm i này thành những cái từ âm ự thuộc hàm ự, được chưa ạ? Ví dụ như từ ai mas thì mình sẽ chuyển thành a ự. Kakimas mình sẽ chuyển thành hay kaku, kaku, đúng không? Từ âm ki thành âm cự, âm i thành âm ự, tức là những từ hàm i thì mình sẽ chuyển thành những từ hàm ự. Matimas chuyển thành matsu. Utaimas mình sẽ chuyển thành utau. Và hanashimas mình sẽ chuyển thành hay sonesne hanasu. Đấy. Và đó chính là cách chia từ một động từ thể mát sự lực sự chuyển thành động từ thể từ điển. Và chúng ta hãy nhớ rằng nhá, nhớ như vậy nhá, động từ thể từ điển có sự vận dụng rất là cao trong tiếng Nhật, cho nên đó, đây cũng chính là một trong những cái thể vô cùng quan trọng chúng ta cần phải nhớ như in. Tiếp theo chúng ta hãy đến với mẫu cấu trúc ngữ pháp số 2, đó chính là nani nani koto ga dekimasu ne. Hay nani nani koto ga dekimasu. Vậy cách kết hợp và như thế nào bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhá. Hãy đứng trước từ ga, đúng không ạ? Như các bạn cũng đã biết, đứng trước từ ga nó phải là một danh từ, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình nói, mình không thể là dùng tất cả đều là danh từ được. Và có những lúc mình sẽ phải dùng cái động từ đấy, đúng không? Mình chỉ có dùng động từ để diễn tả rằng mình có thể làm điều gì đó. Nhưng mà không phải là từ nào cũng có thể biến thành, cũng có thể có một cái danh động từ đi kèm. Vì vậy cho nên mình phải chuyển cái veru cộng thêm koto để chuyển nó thành một danh từ, đúng không ạ? Đó, hoặc là mình kết hợp với danh từ, hoặc là mình kết hợp với veru koto đi được gá cộng với dekimasu. Đó.
ý nghĩa của nó đó chính là diễn đạt năng lực biết hát, biết bơi. Với cách diễn đạt về năng lực thì danh từ được sử dụng phải có tính động tác tương đương, ví dụ như là unten, kaimono hoặc là dance, được gọi chung là danh động từ. Ngoài ra cũng có thể là danh từ chỉ năng khiếu, ví dụ như là nihongo, piano hoặc là ski, được không ạ? Đó, đây chỉ là ý nghĩa của verbとか できる, できます, nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau đặt câu nhé. ]彼女は日本人ですが... 韓国語を言っています。はい。 Cô ấy thì làm sao? Cô ấy là người Nhật nhưng mà lại nói tiếng Hàn, đúng không? Nói tiếng Hàn vanh vách này. Thì tức là cô ấy có thể nói tiếng Hàn, chẳng hạn mình có thể có hai cách nói như sau các bạn nhá. 彼女は韓国語ができます. Cô ấy biết tiếng Hàn, có thể nói tiếng Hàn. 韓国語ができます. Hoặc là nếu mà mình muốn thêm một động từ ở chính là nói, biết nói tiếng Hàn, mình có thể nói là 韓国語を話すことができます, đúng không ạ? 韓国語を話すことができます. Hãy, 次 ですね. Có vẻ như hai người này biết nhảy, mình có thể nói là 彼はダンスができます. Anh ấy biết nhảy. Hoặc là 彼はダンスをすることができます. Anh ấy có thể nhảy. Đó chính là cách kết hợp của danh từ hoặc là verbことができます. Bây giờ chúng ta cùng nhau đặt câu nhé. Soccer và する, mình có thể nói là サッカーをすることができます. Hoặc là mình không cần dùng từ する, mình cũng có thể nói là サッカーができます. Hay, tôi có thể chơi đá bóng. Tôi có thể chơi piano, chẳng hạn mình có thể nói là そうなんですね. ピアノを弾くことができます. ピアノを弾くことができますね. 次, 歌は歌う. そうですね. 歌を歌うことができます. Tôi có thể hát bài hát, được không? Đó, động từ thể る, tức là động từ thể từ điển thì mình phải thêm đuôi cô tổ vào nhé. Hay, bây giờ chúng ta cùng nhau đặt câu nhé. ]ビルことができます. Ở đây thì bạn này có thể bơi. Đó, động từ bơi thì là ]泳ぎます. Chuyển thành động từ thể thường thì là そうですね. ]泳ぐ. Vậy, bạn có thể bơi thì có thể nói như thế nào các bạn? そうですね. ]泳ぐことができますね. ]泳ぐことができます. Đó. Nấu ăn thì mình có cụm từ ]料理を作ります. Đúng không? ]料理を作ります. Bây giờ mình chuyển về thể từ điển, mình có thể nói ]料理を作る, đúng không ạ? Và mình có câu ]料理を作ることができます. Tôi có thể nấu ăn. Đấy. Và ở đây thì là mình có câu lái xe, đúng không ạ? ]車を運転する, chẳng hạn ]車を運転する. Đó thì mình có câu là ]車を運転することができます. Tôi có thể lái xe ô tô. Hãy. ]料理ができます. Có. Đây là một dạng câu hỏi về cái năng lực của người khác, rằng bạn có biết nấu ăn không? ]料理ができます. Có. ]できます. Có. Có vẻ bạn này không nấu ăn được, thì mình trả lời đã ]いいえできません. Đúng không ạ? Tiếp theo, ]漢字を書くことができます. Có. Bạn có thể viết chữ kanji không, đúng không? ]漢字を書くことができます. Có. Bạn này có thể có vẻ bạn này biết, đúng không? Mình có thể trả lời hãy できます よ. Hãy できます ね. Có, tôi có thể viết chữ kanji. Đó chính là cách sử dụng của mẫu verbことができます, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về mẫu verbことができます, nhưng sắp thấy nghĩa nó sẽ khác nhá. ]何々ことができます. Là một cách diễn đạt tính khả năng của một hành động nào đó, được chưa ạ? Ví dụ, ここでタバコを吸うことができます. Bạn có thể làm sao? Có thể hút thuốc ở đây. Ở đây có thể hút thuốc. Hoặc là ở đây làm sao? Có thể trả bằng thẻ. カードで払うことができません. Không thể trả bằng thẻ. Đúng rồi. Đó. Đây là cái mẫu diễn đạt tính khả năng của một hành động. Trước đó thì diễn đạt năng lực của một người. Một người có thể làm gì đó. Còn ở đây thì đã diễn đạt tính khả năng của một hành động đó. Mình có thể làm gì đó ở đâu đó chẳng hạn. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng kỹ càng hơn trong từng
あ、tình huống nhé. すみません、ここでタバコを吸うことができますか? あ、xin lỗi, ở đây có thể hút thuốc không? Đúng không ạ? すみません、ここでタバコを吸うことができますか? Và mình có thể dùng là あ、タバコは、あ、そう、あち、あちらで吸ってください。Đúng không ạ? タバコはあちらで吸ってください。Đây cũng là cái cách mà đưa, đúng rồi, đưa tân ngữ lên làm chủ ngữ mà lần trước chúng ta đã học rồi đó. Hãy タバコは、あちらで吸ってください。À, hãy làm sao? À, thuốc lá thì hãy ra đằng kia hút giúp tôi. Được chưa? Đó. すみません。カードで払うことができますか? À, xin lỗi, tôi có thể trả tiền bằng thẻ được không? Đó. Thì bạn này có trả lời là hãy できます. À, có thể được ạ. Được chưa? Đó. Bây giờ mình cùng nhau vận dụng mẫu về được của tổ vã できます trong những cái câu như thế này nhé. Ở đây có thể có vẻ như là có thể dùng máy tính để mua vé, đúng không ạ? Mình có thể nói là à, パソコンでチケットを買うことができます。Đúng không ạ? パソコンでチケットを買うことができます。Tôi có thể mua vé bằng máy tính. Mà tôi không thể mua vé bằng máy tính chẳng hạn. Đây, bạn này có thể rất là buồn, đúng không? Thì có thể nói là à, パソコンでチケットを買うことができません。Đúng không ạ? チケットを買うことができません。Tôi có thể mượn sách ở thư viện, có thể nói là 図書館で本を借りることができます。Đúng không? À, 図書館で本を借りることができます。Tôi có thể mượn sách ở thư viện. Đó. Hoặc là tôi không thể, đúng không? Không thể cười ở thư viện. Mình có thể nói là 図書館で笑うことができません。Đúng không? 笑うことができません。Không thể cười ở thư viện. Hoặc là à, mình có thể ở đổi tiền ở đây, được không ạ? ここでお金を買えることができます。Đúng không? お金を買えることができますね。Hoặc là à, mình có thể dùng điện thoại để hẹn khách sạn. Mình có thể nói là 携帯でホテルを予約することができます。ホテルを予約することができますね。あ、あ、đó chính là cách sử dụng của về ることができます。chỉ cái khả năng thực hiện của một hành động nào đó. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với mẫu tiếp theo. Đây là một mẫu miêu tả diễn tả cái sở thích của bản thân mình. Đúng không ạ? 趣味は danh từ hoặc là về ることです。Đúng không ạ? Sau và thì các bạn cũng đã biết rồi. Sau mà có chữ des nữa thì mình phải thêm mình phải kết hợp với danh từ cộng với hoặc là về của tổ, đúng không ạ? Sở thích của tôi là cái gì đó, đây một cách thể hiện sở thích. Ví dụ như là sở thích của tôi là vẽ tranh thì mình có thể nói là 趣味は絵を描くことですね。絵を描くことです。Hoặc là 趣味は野球です。Sở thích của tôi đó chính là bóng chày, 野球ですね。趣味は何ですか? À, sở thích của bạn là gì thế? À, 趣味は買い物ですね. Sở thích của tôi là đi mua sắm, đúng không ạ? Hoặc là 趣味は買い物をすることです. Đó. Sở thích của tôi cũng là đi mua sắm. Đây, cả hai cách trả lời khác nhau. 買い物, bản chất nó chính là một danh động từ. Tức là trong danh từ nó có tính động từ. Mình có thể dùng 買い物です hoặc là 買い物をすることです. Hay, 趣味は何ですか? À, có vẻ như là sở thích của bạn này là nghe nhạc hoặc là âm nhạc chẳng hạn, mình có thể nói là 趣味は音楽です hoặc là 趣味は音楽を聞くことです à. Hay 趣味は何ですか Hay, そうなんですね趣味は外国語ですね外国語 Sở thích của tôi đó chính là ở tiếng nước ngoài chẳng hạn 趣味は何ですかそうですね趣味は旅行ですね。ほら、旅行をすることです。じゃあ、趣味は何ですか?趣味はスポーツですね。スポーツです。スリコトイロジラ、テナオ。趣味は何か?はい。さて、コバロジラ、あ、たぶん、ヨガじゃが、ニコテナラ。趣味はヨガをすることです。趣味はヨガをすることですね。趣味は何ですか?Ờ, sở thích của tôi là chụp ảnh thì là
趣味は写真を撮ることです。趣味は写真を撮ることですね。趣味は何ですか？リコかアリさん。趣味は、釣りをすることですね。釣りをすることです。好，然后请人们查听过吧，那是。bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về mẫu cấu trúc cuối cùng của bài 17 nhé. Đó chính là mẫu veru hoặc là danh từ cộng với no hoặc là một khoảng thời gian đó khi cộng với mai ý, đúng không ạ? Có nghĩa là trước khi, đúng không? Trước khi làm gì đó thì mình làm gì đó chẳng hạn. Thời gian thì sẽ kết hợp trực tiếp với mai ý và sẽ được dịch là cách đây. Nhấn mạnh vào thứ tự của cái hành động đó, tức là trước khi làm gì thì mình làm cái gì. Chia thì của câu thì sẽ ở động từ phía sau, tức là ở sau cái mày ý này sẽ là thì của câu, và những cái động từ ở phía trước đó, từ bên lựa này, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Được chưa ạ? Ví dụ nhá, 3 năm 前に結婚しました. Tôi đã kết hôn vào 3 năm trước, đúng không ạ? 3 năm 前に, một khoảng thời gian thì mình sẽ cộng luôn với từ mày ý mà không cần dùng no, đúng không ạ? Còn động từ thì mình sẽ chia nó về thể từ điển. お風呂に入る前にシャワーを浴びます。Trước khi làm sao? Trước khi vào bồn tắm thì tôi tắm một vòi hoa sen. Hoặc là デートの前に花を買います。Trước khi làm sao? Trước khi đi デート, đi hẹn hò thì tôi mua hoa. Đấy. Hay, ví dụ như là năm 2019 thì hai người này kết hôn năm 2023. 2023 thì hai người này đã có con rồi. Thì khi đó mình có thể nói là 3 năm 前に高校の時代の友達と結婚しました。3年前に高校時代の友達と結婚しました。Cách đây 3 năm thì tôi đã kết hôn với người bạn hồi cấp 3 của tôi. Đó. Trước khi đi ngủ, đúng không ạ? Mình đánh răng trước rồi mình mới đi ngủ thì mình có thể nói là 毎晩9時に歯を磨きます。それから9時半に寝ます。đúng không? Mỗi tối thì vào lúc 9 giờ tôi đã đánh răng và sau đó thì 9 rưỡi thì tôi đi ngủ. Đó, cái trình tự của hành động đó chính là đánh răng trước rồi đi ngủ sau. Mình có thể nói là 毎晩寝る前に歯を磨きます。毎晩寝る前に歯を磨きますね。hoặc là 花を買います。それから彼女に会いに行きます。Đầu tiên tôi mua hoa, sau đó tôi sẽ đi gặp cô ấy, đúng không ạ? Mình có thể nói là デートの前に花を買います。Trước khi đi hẹn hò thì tôi mua hoa. Hay, bây giờ mình luyện tập với mẫu mê được mày ý các bạn nhé. Trước khi tôi gặp bạn thì tôi gọi điện cho bạn chẳng hạn. Mình có thể nói là 友達に会う前に電話します。電話しますね。Trước khi gặp bạn thì tôi gọi điện thoại. Hoặc là trước khi đi đến công ty thì tôi đi tắm. Đấy, mình có thể nói là 会社へ行く前にシャワーを浴びます。Đúng không ạ? Và tiếp tục mình luyện tập với mẫu danh từ cộng với no mai ý nhé. Trước khi làm bài kiểm tra thì làm sao? Tôi ôn lại bài chẳng hạn. Mình có thể nói là テストの前に復習しますね。テストの前に復習します。Hoặc là trước khi đi mua đồ thì làm sao? Thì tôi đi rút tiền chẳng hạn. Mình có thể nói là 買い物の前にお金をおろします。お金をおろしますね。Đó. Và tiếp theo thì chúng ta luyện tập với mẫu 期間を前に vào một khoảng thời gian, một mốc thời gian trước đó. Và ở đây thì mình sẽ không kết hợp với no các bạn nhé. Là một tuần trước đó thì mình làm sao? Mình đi Tokyo, đúng không ạ? 1週間前に làm sao? 1週間前に東京へ行きました。Hoặc là 2 tháng trước thì làm sao? Tôi bắt đầu làm bài tập, đi làm thêm. 1ヶ月前にバイトを始めました。Hoặc là 1 năm trước thì tôi đã mua cái xe máy chẳng hạn. Xe ô tô, đúng không ạ? 1年前に車を買いました。はい、そうですね。Và đó chính là cách sử dụng của 何々前に cũng là mẫu cấu trúc ngữ pháp cuối cùng trong bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng nhau chữa một số bài tập liên quan đến những mẫu cấu trúc ngữ pháp mà chúng ta vừa học nhé.
Đã tìm hiểu xong về những câu chung ngữ pháp bài 18, bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang một số câu hỏi ngữ pháp liên quan đến những câu chung chúng ta vừa học nha. Hãy, 1番 ですね。山田さんは中国語を何々できます。はい。話すことが、話す、話することが、はいな、話すが。はい、答えは？そうですね。話すことができます。ほま、あ、山田さん、てら、あ、て、biết nói tiếng、nói tiếng Trung Quốc、ほま、中国語を話すことができますね。Đây là một mẫu về được cô tổ gá mà mình đã học ở trong bài 18 để chỉ cái khả năng, cái năng lực của mình có thể làm cái điều gì đó. Ở trong câu này thì là anh ấy có thể nói tiếng Trung Quốc và cái động từ hanasu, động từ hanashimasu đúng không? Là một động từ nhóm 1, mặc dù nó kết thúc bằng âm chi ấy, nhưng mà nó không phải là động từ nhóm 3 đâu các bạn nhá. Các bạn đừng nhầm mà chuyển thành hanasuru. Ha, hanasuru là sai. Động từ thể từ điển của nó chính là hanasu. Và nếu mà muốn danh từ hóa thì nó phải thêm tự cô tổ thì mình sẽ chuyển thành hanasu koto ga dekimasu. Đấy. 次ですね。私は日本の雑誌を何々できます。はい。読むこと、見ること、はい、読むことが。答えは？そうですね。読むことができます。あ、雑誌を読むことができますね。Tôi hiểu sao? Tôi thì có thể đọc được những cuốn tạp chí bằng tiếng Nhật, đúng không ạ? Cuốn tạp chí của Nhật Bản và nó có tiếng Nhật thì mình có thể đọc được. Đấy, đáp án A thì nó thiếu cái trợ từ gá đúng không? Trợ từ gá là trợ từ quan trọng này. Tôi có thể làm gì đó, yomukoto ga dekimasu ne. Và động từ B thì là nhìn, đúng không? Nhìn thôi, hoặc là xem, mirukoto ga thì mình sẽ không dùng ở trong trường hợp này. Được ですね。3番ですね。パンダを何々見ることができません。はい。なかなか、とっても、はいな、ドキドキ。答えは？そうですね。なかなか見ることができません。Tôi hiểu sao tôi mãi mà tôi không không thể, không có dịp để nhìn những cái con gấu trúc, đúng không ạ? Đó, thì mình sẽ sử dụng nakanaka dekimasen, mãi mà không làm được cái điều gì đó, đó đúng không? Còn cái từ totemo mình cũng đã học rồi, đó chính là cái từ để chỉ cái mức độ của đặc điểm nào đó. Ví dụ như là rất là lạnh thì mình mới dùng từ totemo, sau đó nó sẽ chỉ là cộng với tính từ, đúng không ạ? Totemo samui chẳng hạn, hay totemo atsui rất là nóng. Còn cái từ tokidoki là mang nghĩa là thỉnh thoảng, đúng không? Thỉnh thoảng tôi làm cái nọ, tôi làm cái kia. Đó, nó chỉ để tần suất hoạt động của một hành động nào đó thôi. Mình sẽ không dùng trong không kết hợp với mẫu dekimasen, không kết hợp với thể nai này nhá. Ii desu ne. Hai, tsugi. Koko okane o kaeru koto ga dekimasu. Hai. Kotae wa? Sou desu ne. ここでお金を買えることができますね。Tôi có thể, có thể ra, có thể đổi tiền ở đây, đúng không? どこでお金を買えることができますね。ここで。はい。次。ホテルからバスで空港へ何々できます。はい。行きますが、行くが、行くことが。はい。Câu trả lời thì rõ ràng rồi đúng không? Chúng ta sẽ có 行くことができます。空港へ行くことができます。Có thể làm gì đấy? Có thể đến sân bay bằng đến sân bay từ khách sạn bằng xe buýt, đúng không ạ? Đó. Đây là một cái câu để thể hiện là mình có thể làm cái hành động nào đó. Hãy nè. Nani nani mai ni Nihon e ikimashita. はい、1年の、はいら、1年と。答えは？そうですね。1年前に日本へ行きましたね。Một năm trước thì tôi đã đến Nhật, đúng không ạ? Một năm trước thì tôi đã đến Nhật. Ở bài thì chúng ta cũng đã học về mai lý rồi. Đó là trước đó thì chúng ta làm gì? Nếu mà nó kết hợp với một, đúng rồi, một mốc thời gian, một khoảng thời gian nào đó, đúng không ạ? Ví dụ như là ichinen thì mình sẽ không thêm với từ no như đáp án B, cũng không thêm từ tố như đáp án C, mà mình sẽ cộng luôn với từ mai ni, là một năm trước đây thì tôi đã đến Nhật. Ha. 次、サントスさんの趣味は料理を
何々です。作るのこと、作らないこと、はい、作ること。答えは、あ、そうなんですね。料理を作ることです。料理を作ることです。Mình cũng đã học về cách nói về sở thích của mình rồi đúng không? À, 趣味は何々。趣味は、nếu mà nó chỉ là danh từ, danh động từ thôi, tức là từ, mình chỉ cần nói là từ điều đi thôi, thì mình có thể nói là 趣味は料理です。Còn nếu mà nó là một động từ, thì mình sẽ phải thêm từ cô tổ ở cuối câu để danh từ hóa cái động từ đó lên. Ở trong trường hợp này thì là 料理を作ることですね。料理を作ること。Chứ không phải là 料理を作るのこと。のは thừa rồi, đúng không? はい。次ですね。答え。私は車何々運転ができます。はい。答えは？そうですね。私は車を運転、車の運転ができますね。車の運転ができます。はい。あ、bởi vì cái từ 運転 này nó đang sử dụng dưới dạng danh động từ, danh từ, đúng không? Thì khi đó nếu mà kết hợp với một danh từ khác thì mình sẽ cần phải thêm no, đúng không? Chứ mình không thêm ố. Nếu mà muốn thêm ố thì cái sau cái từ 運転 phải thêm từ 수르고도, đúng không? 車を運転することができます. Còn nếu không có 수르고도 thì mình có cần dùng no để nối hai cái từ này với nhau. 車の運転する運転ができますね。はい、次。何々外国語を話すことができますか？英語を話すことができます。はい。答えはそうですね。あ、なおの外国語を話すことができますね。何の外国語を話すことができますか？ Bạn có thể nói tiếng nước nào, đúng không? Bạn có thể nói tiếng nước nào? はい、次ですね。何々外国語を話すことができますか？はい、答えは、英語を話すことができますね。はい、皆さん、答えは何ですか？そうですね。どんな外国語を話すことができますか？Bạn có thể nói tiếng nước nào, nói ngoại ngữ nào, đúng không? Và mình sẽ trả lời là 英語を話すことができますね。Tôi có thể nói tiếng Anh. Hay. Mình có thể nói tiếng nước nào thì mình sẽ dùng từ どんな外国語を話すことができますかね。はい、次。朝、うちでコーヒーを何々、会社へ行きます。はい、答えはそうですね。飲んでから。Và buổi sáng thì làm sao? Tôi sẽ uống thì đây tôi sau khi tôi uống cà phê ở nhà thì tôi sẽ đến công ty, đúng không ạ? Đây là một cái câu đã sử dụng cái mẫu vtcara để biểu thị cái thứ tự của hành động. Uống cà phê xong rồi sau đó mình sẽ đến công ty, đúng không? Coffee を飲んでから会社へ行きますね。Chứ mình không dùng ạ,飲まないから ha, không uống cái này rồi sau đó làm gì, hay là飲む前に trước khi uống cà phê ở nhà xong lại còn đi đến công ty á, thì nó rất là kỳ, đúng không? Thì mình sẽ dùng từ 飲んでから ね. 次、電話で飛行機のチケットを何々ことができます。はい、答えはそうですね。予約することができます。飛行機のチケットを予約することができますね。Tôi có thể làm gì đấy? Tôi có thể đặt vé máy bay bằng điện thoại, đúng không ạ? Có thể đặt vé máy bay bằng điện thoại. Cái đự tức là thay đổi vé máy bay, đúng không? Thay đổi. Nhưng mà mình sẽ không dùng từ thay đổi vé máy bay, đúng không? Mình có thể đặt vé máy bay thôi. Hay là mình cũng không dùng cái từ chiketto noru. Noru tức là lên một cái phương tiện nào đó, đúng không? Đó. 次ですね。この図書館の本は1週間なりなりができます。はい。借ること、貸すこと、借りること。答えは、そうですね。借りることができます。はい。Bạn có thể làm gì đấy? Bạn có thể mượn sách của cái thư viện này trong vòng một tuần, đúng không? Trong vòng một tuần.
Nếu mà mượn cái gì đó thì mình sẽ dùng từ cả đi được, đúng không? Còn nếu mà cho ai mượn thì mình mới dùng từ cả sự. Và cái từ cả đi được là một động từ đặc biệt. Mặc dù nó viết là nó kết thúc bằng âm ri trước mas, nhưng mà nó không phải là động từ nhóm 1, nó là động từ nhóm 2. Vì vậy cho nên mình sẽ không đổi nó thành cả được ô tô các bạn nhé. Oboe te kudasai ne. Tsugi, kanji, nani nani, ao, 50 kurai kaku koto, nani nani, daki, dekimasu. Tôi thì có thể viết khoảng tầm 50 chữ kanji, đúng không? Tôi thì viết có thể viết khoảng tầm 50 chữ kanji. Viết cái gì thì mình sẽ dùng o, còn có thể viết cái gì thì mình sẽ dùng ga. Chú ý trợ từ. Shumi wa guitar o nani nani desu. Hiku. Hiku koto, hikimasu koto. Câu này ba. Hay, câu này căng tăng ha, câu này cũng rất là đơn giản. Thì mình có thể chọn luôn cái từ hiku koto, guitar o hiku koto, đúng không? Ở bên trên mình cũng đã gặp một cái câu là hỏi về cái sở thích là gì rồi. Đó, nếu mà có động từ đằng sau thì mình sẽ dùng thêm koto, veru koto desu ne, hiku koto desu. Chứ mình không dùng không là hiku, và mình cũng không dùng là hikimasu koto. Hay, sai về mặt ngữ pháp. 次ですね。プールになりなり前にサーバーなりなり浴びてください。答えは、はい、そうですね。入る前にサーバーを浴びてください。Trước khi làm sao? Trước khi vào bể bơi thì phải làm gì? Thì phải tắm trước cho tôi, đúng không? Đó, trước khi mình vào bể bơi, mình vào thì mình sẽ dùng từ ní, đúng không? Còn mình ra thì mình sẽ dùng từ đúng không? Mình ra mình sẽ dùng từ ố, ố đê rự và ní hai rự, đúng không? Còn cái cụm sao và ố, abi rự thì cũng rất là quen thuộc rồi. Tắm vòi hoa sen, đó. Mình đã gặp đi gặp lại nhiều lần rồi thì chắc là các bạn sẽ không sai đâu, đúng không? Đó, mình chỉ cần chú ý là cái trợ từ ở đây chính là trợ từ ní. Ní thì mình sẽ dùng từ hai rự, ố thì mình sẽ dùng từ đê rự. Rồi, 次, 日本へ何々前に日本語を勉強しました。はい、お題は？そうですね。日本へ来る前に日本語を勉強しました。次 đến Nhật thì tôi đã học tiếng Nhật, đúng không ạ? Đó, mình thể bình thường của từ 来ます thì nó chính là từ 来る, đúng không? Đứng trước cái từ 前に thì mình sẽ chuyển thành từ 来る mà thôi. Ha. Câu 7, 17. 夜何々日記を書きます。はい。寝る前に、寝る前に、まあ、ただ寝てから。答えは？そうですね。寝る前に日記を書きます。Trước khi, vào buổi tối, mà trước khi đi ngủ thì tôi viết nhật ký, đúng không? Trước khi làm gì đó thì tôi làm gì đó thì mình dùng từ mà e ni, về được mày ni, đúng không? Mình cũng cụ đó. Và mình sẽ không dùng từ nete kara vì đi ngủ rồi thì còn viết nhật ký cái gì nữa, đúng không? Đó. Watashi wa suki nani nani dekimasu. Ga ni hay là o? So desu ne. Suki ga dekimasu. Đó. Cái câu này thì là một cái câu để chỉ cái khả năng của mình thôi. Mình có thể làm gì thì mình dùng ga, đúng không? Hay, kantan desu ne. Tsugi. Yasumi ni nani nani uchi e kite kudasai. Câu này là なかなかぜひえらもうすぐそうですねぜひうちへ来てくださいね vào ngày nghỉ thì nhất định phải đến nhà tôi chơi đấy nhé hả mình sẽ dùng từ ぜひ来てください nhé đấy nhất định phải làm gì đó thì mình dùng từ thế ぜひ còn なかなか mình cũng vừa gặp ở bên trên rồi có nghĩa là mãi mà không làm được một cái gì đó đúng không mãi mà và sẽ đi với thể nai còn từ mô sư vự là một cái từ để chỉ rằng là có một hành động gì đó nó sắp xảy ra đúng không mô sư vự sắp xảy ra câu 20 thì sao お腹がいっぱいですからもう食べることが何々はいそうですね答えは C ですできませんもう食べることができません bởi vì bụng là sao bụng rất là いっぱい rất là no rồi bây giờ mình không ăn được nữa đúng không ạ もう食べることができませんねVậy là chúng ta cũng đã hoàn thành có chung, một số câu hỏi ngữ pháp của bài 18. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài 19 nhé.
Vậy là chúng ta cũng đã tìm hiểu xong về những cấu trúc ngữ pháp của bài 18 và chữa xong một số câu hỏi liên quan đến ngữ pháp của bài. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang cấu trúc ngữ pháp của bài 19 các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn trên màn hình thì ở trong bài 19 chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 cấu trúc ngữ pháp khác nhau và chủ yếu nó sẽ xoay quanh ở thể beta của động từ. Đúng không ạ? Vậy beta của động từ là gì? Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa. Beta có ý nghĩa vô cùng đơn giản. Đây chính là cách nói ngắn của thì quá khứ mà thôi. Đúng không? Thay vì bây giờ mình viết nói một từ quá khứ rất là dài, thì bây giờ mình co nó lại, đúng không ạ? Thành một cái động từ thể ta. Đấy. Và cách chia của thể ta thì chia giống thể t. Mình chỉ cần thay t bằng ta là đã có thể chuyển động từ thành thể ta rồi, đúng không ạ? Đó. Cách chia động từ thể t thì hôm trước mình cũng đã học rồi, đúng không? Các bạn chắc còn nhớ nhá. Đấy. Một số ví dụ người ta vận dụng thể ta trong câu nhá. Uma ni notta koto ga arimasu. Uma ni notta koto ga arimasu. Đúng không? Tôi đã từng cưỡi ngựa chẳng hạn. Hoặc là shumatsu daiso shitari, benkyou shitari, tomodachi ni attari shimasu. Hay. Đây cũng chính là hai cái câu đã vận dụng cái thể động từ thể ta trong câu, vận dụng một phát ba lần, đúng không ạ? Và ý nghĩa của nó là gì thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Hay. Và về cách chia của thể ta, bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại một chút. Hay. Ở động từ nhóm 3 thì như các bạn cũng đã biết rồi thì chúng ta chỉ có hai động từ tiêu biểu mà thôi, đúng không? Hai động từ quan trọng nhất đó chính là shimasu. Và nếu mà muốn chuyển động từ shimasu sang thể ta thì mình sẽ chuyển thành soですね, shita, đúng không? Đó, như lúc mà mình học cách chia thể t thì mình chuyển shimasu thành shite. Bây giờ mình chỉ cần bỏ cái t đấy, mình thêm ta là ok. Shite, shita, đúng không ạ? Kimasu thì sao? Thì mình sẽ chuyển thành kita ですね, kita. Đó. Và benkyou shimasu, mình sẽ chuyển thành benkyou shita. Tsurete kimasu, mình sẽ chuyển thành tsurete kita ですね. Hoặc là unten shimasu, mình sẽ chuyển thành unten shita. So nan desu. Đó. Đó chính là cách chia của thể ta ở động từ nhóm 3. Được chưa ạ? Tiếp theo, động từ nhóm 2 thì sao? Chắc hẳn các bạn còn nhớ công thức chia chung của động từ nhóm 2, đó chính là mình bỏ mát sự và thêm tà. À, giống y gì cách chia của động từ thể t đó, bỏ mát sự thêm tà là được. Ví dụ như tà bê mát, mình sẽ chuyển thành tà bê tà. Mi mát, mình sẽ chuyển thành mi tà. Shime mát, mình sẽ chuyển thành shime tà. Và tô mê mát, mình sẽ chuyển thành tô mê tà. Abimasu, mình sẽ chuyển thành abita ですね. Đó, đó chính là cách chia thể ta từ nhóm 2. Vậy còn động từ nhóm 1 thì sao? Đúng không ạ? Động từ nhóm 1 thì mình cũng vẫn chia theo những cái trường hợp mà mình được phân chia khi mà học cách chia động từ thể t. Ví dụ như từ aimasu và kết thúc bằng âm i thì mình sẽ chuyển thành hay atta ですね. Atta thì kết thúc âm i thì nó sẽ là ngắt, đúng không ạ? Có một cái chữ nhỏ và sau đó là ta. Atta. Machimasu, mình sẽ chuyển thành matta ですね. Nomimasu, mình sẽ chuyển thành hai nonda. Và kakimasu, mình sẽ chuyển thành hai kaita ですね. Và oyogimasu, mình sẽ chuyển thành hai oyoida. Oyoida ですね. Và hanashimasu, mình sẽ chuyển thành そうなんですね. Hanashita. ね. Hanashita. Đó. Đây chính là cách chia của động từ thể ta, đúng không? Đối với những động từ nhóm 1, các bạn hãy nhớ nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một số cấu trúc ngữ pháp nó có vận dụng động từ thể ta trong câu nhé. Đây chính là một cấu trúc ngữ pháp mà vừa nãy chúng ta cũng đã gặp ở khi mà chúng ta vừa mới tìm hiểu về động từ thể ta rồi, đúng không? Mỗi cấu trúc ngữ pháp này có cấu trúc như sau. Beta koto ga arimasu. Beta koto ga arimasu. Và nó có nghĩa là đã từng làm cái gì đó trong quá khứ. Ý nghĩa thì là nó sẽ nói về một cái kinh nghiệm trong quá khứ mình đã từng làm, đúng không ạ? Đó. Và thì cái thì trong động từ trong câu thì mình sẽ chia về thể ta. Và chúng ta sẽ không chia thì quá khứ ở động từ arimasu, được chưa ạ? Không chia thì quá khứ ở động từ arimasu. Mình chỉ chia thì quá khứ ở beta
mà thôi, trước cái từ Koto. Desu ka? Chúng ta có một số ví dụ như sau này. Kankoku e itta koto ga arimasu. Kankoku e itta koto ga arimasu. Tôi, đúng rồi, tôi đã từng đi Hàn Quốc, đúng không? Tôi đã từng đi Hàn Quốc. Hoặc là hikouki ni notta koto ga arimasu. Hikouki ni notta koto ga arimasu. Ý nghĩa là? So desu ne. Tôi đã từng đi máy bay, đúng không? Đó, cái đã từng đó chính là những cái gì mà mình đã trải nghiệm, mình đã thể nghiệm ở trong quá khứ. Chúng ta có một số phân biệt như sau. Phân biệt với động từ quá khứ thông thường, V trong mẫu câu trên phải là động từ mang lại trải nghiệm, kinh nghiệm của người nói trong quá khứ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có sự so sánh giữa hai câu của nó như sau. 昨日 Tokyo へ行きました. 昨日 Tokyo へ行きました. Có nghĩa là ngày hôm qua tôi đã đi Tokyo, đúng không? Câu này nó chỉ đơn thuần, nó đang diễn tả một cái sự thật rằng là ngày hôm qua tôi đã từng đến Tokyo thôi. Và cái câu nói diễn tả đơn thuần như thế này nó sẽ không mang cái ý nghĩa trải nghiệm, đúng không ạ? Mang ý nghĩa kể lại thì hơn. Còn cái câu Tokyo e itta koto ga arimasu. Tokyo e itta koto ga arimasu. Thì nó có nghĩa là tôi đã từng đi đến Tokyo. Trong quá khứ tôi đã từng có cái kinh nghiệm đấy. Được chưa? Đó chính là sự khác nhau giữa ikimashita bình thường và itta koto ga arimasu, đúng không? Và nó cũng chính là một cái ý nghĩa khác nhau bao quát của tất cả những cái động từ vemashita với cả veta koto ga arimasu. Đó, các bạn hãy nhớ nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau rồi, luyện tập một chút nhá. Ví dụ như là tôi đã từng đi đến buổi hòa nhạc chẳng hạn. Mình cũng có thể sử dụng veta koto ga arimasu. Và mình sẽ là câu như thế nào các bạn? So desu ne. Konsato e itta koto ga arimasu ne. Itta koto ga arimasu. Tôi đã từng đi đến buổi hòa nhạc, đúng không? Đó. Hoặc là tôi đã từng cosplay, tôi đã từng hóa trang, đúng không ạ? Thì mình có thể nói là cosplay o shita koto ga arimasu, đúng không? Cosplay o shita koto ga arimasu ne. Hoặc là tôi đã từng ăn natto thì sao? Tôi đã từng ăn natto thì là natto o tabeta koto ga arimasu ne. Natto o tabeta koto ga arimasu. Tôi đã từng ăn natto, đúng không ạ? Hay. Tiếp theo, tôi đã từng cưỡi ngựa thì sao? Tôi đã từng cưỡi ngựa thì chúng ta sẽ đặt câu như thế nào các bạn? So desu ne. Uma ni notta koto ga arimasu ne. Uma ni notta koto ga arimasu. Tôi đã từng cưỡi ngựa. Hoặc là tôi đã từng có trải nghiệm là đi vào onsen chẳng hạn. Thì mình sẽ nói là onsen ni haitta koto ga arimasu ne. Onsen ni haitta koto ga arimasu. Hoặc là tôi đã từng leo núi Phú Sĩ. Mình có thể nói là fujisan ni nobotta koto ga arimasu ne. Fujisan ni modo nobotta koto ga arimasu ne. Hay. Tôi đã từng leo núi Phú Sĩ. Đây đều là những cái trải nghiệm mình đã làm trong quá khứ. Hay. Đó chính là cách sử dụng của mẫu veta koto ga arimasu ne. Và bây giờ mình muốn hỏi rằng là người khác không, đúng không? Đã từng có trải nghiệm này chưa? Đã từng làm cái điều này chưa? Thì mình vẫn sử dụng cái mẫu veta koto ga arimasu nha các bạn nhé. Mình có thể hỏi là ví dụ karaoke ni itta koto ga arimasu ka? Karaoke ni itta koto ga arimasu ka? Bạn bạn đã từng đi karaoke chưa? Đúng không? Bạn đã từng đi karaoke chưa? Đấy đang hỏi những cái trải nghiệm trong quá khứ rằng là có đi karaoke lần nào chưa ấy, đúng không? Thì bạn này có thể trả lời là hay, ichido arimasu, đúng không? Có, tôi đã đi một lần rồi. Hoặc nếu mà đi nhiều lần hơn nữa thì mình sẽ bỏ cái ichido đi, mình có thêm số lần vào đây cũng được. Hay arimasu, hoặc là hay nido arimasu cũng được. Itadakimasu. Tôi đã đi hai lần chẳng hạn. Đấy. Ví dụ golf をしたことがありますか? Golf をしたことがありますか? Bạn đã từng đúng rồi, bạn đã từng chơi golf bao giờ chưa, đúng không? Còn bạn nữ này sao? Nếu mà không chơi bao giờ thì mình có thể nói là 家 一度もありません. 家一度もありません.
tôi một lần cũng không có, tức là tôi chưa bao giờ tôi chơi. Đấy, mình sẽ sử dụng cái từ ichido mo cộng với arimasen, đúng không? Ichido mo arimasen. Oboite kudasai ne. Đây chính là cách hỏi về những cái trải nghiệm trong quá khứ mình đã làm gì chưa ha. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập nhé. Có vẻ như là bạn này đang hỏi bạn này rằng là đã từng ăn kim chi chưa ha. Mình có thể hỏi là hãy kim chi yo hãy tabeta koto ga arimasu ka. Kim chi yo tabeta koto ga arimasu ka. Nếu mà mình đã ăn rồi thì mình có thể nói là hãy tabeta koto ga arimasu, đúng không ạ? Hãy tabeta koto ga arimasu hoặc hãy arimasu là được. Ii desu ka? Hãy. Hoặc là bạn đã từng xem chùa chưa, đến chùa thì xem chùa chưa, chẳng hạn mình có thể nói là otera o mita koto ga arimasu ka, otera o mita koto ga arimasu ka, hoặc đây là một cái thành oshiro o mita koto ga arimasu ka, thì mình có thể nói là ie ichido mo arimasen, ie ichido mo arimasen nhé, hoặc là ie arimasen, tôi chưa từng, đúng không ạ? Đó chính là cách vận dụng của mẫu câu hỏi đã từng làm gì chưa các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang mẫu cấu trúc số 3. Vẫn là một mẫu cấu trúc đã sử dụng động từ về thể tạng, đúng không, trong câu. Và cách kết hợp của nó đó chính là vetari, vetari, shimasu. Vetari, vetari, shimasu. Nó có nghĩa là lúc thì làm V1, lúc thì làm V2, đúng không? Lúc thì làm hành động này, lúc thì làm hành động kia, đúng không? Và đây chính là mẫu câu dùng để liệt kê các hành động không theo thứ tự, đúng không? Tức là mình đã làm những cái hành động gì mà mình không muốn sắp xếp nó theo thứ tự thì mình sẽ dùng cái mẫu câu này vetari vetari shimasu, và dùng cho một hoặc nhiều chủ thể khác nhau. Thì và mẫu cấu pháp của câu được chia theo động từ ở cuối cùng, đó chính là động từ shimasu. Được chưa? Ví dụ, nichiyobi tennis o shitari, ongaku o kiitari, eiga o mimashita. Eiga o mita mitari shimasu. Eiga o mitari shimasu ne. Như chúng ta có ví dụ như sau. Nichiyobi tennis o shitari, ongaku o kiitari, eiga o mitari shimashita. Đúng không ạ? Và ngày chủ nhật thì sao? Vào ngày chủ nhật thì tôi chơi tennis này, rồi thì tôi nghe nhạc và tôi còn xem phim nữa, đúng không? Tức là trong ngày chủ nhật này tôi đã làm những cái hành động này và nó sẽ không theo thứ tự. Ví dụ tiếp theo là natsu yasumi wa uma ni nottari tsuri ni tsuri o shitari shitai desu, đúng không? Vào kỳ nghỉ hè thì tôi muốn cưỡi ngựa, rồi thì tôi muốn đi câu cá chẳng hạn. Đó chính là cách sử dụng của mẫu vetari, vetari shimasu ne. Cách chia thì trong câu thì mình sẽ phụ thuộc vào cái thì cuối cùng, đó chính là shimashita với cả shitai á, đúng không ạ? Những cái động từ ở bên trên ví dụ như là shitari, kitari, mitari hay là notari, shitari nó sẽ không liên quan đến thì của câu ha. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập một chút nhá. Đây là shimatsu, cuối tuần, đúng không? Cuối tuần có vẻ như là bạn này muốn làm rất là nhiều việc. Tennis o shimasu ne, kaimono shimasu ne, và tomodachi ni aimasu chẳng hạn. Thì nếu mà mình muốn liệt kê tất cả những cái hành động này mình đã từng làm trong chủ nhật, ở trong ngày cuối tuần thì mình có thể sử dụng mẫu vetari, vetari shimasu. Mình có câu hai, so desu ne. Shimatsu kaimono shitari, tomodachi ni hattari, tennis o shitari shimasu. Hai, vào ngày cuối tuần thì tôi đi mua đồ, rồi thì tôi gặp bạn và tôi đánh tennis. Lúc thì tôi đi mua đồ, lúc thì tôi gặp bạn, lúc thì tôi đánh tennis, đúng không ạ? Hai, tiếp theo là otoshidama và ryori và kaimono chẳng hạn. Đây. Vào ngày Tết thì tôi làm sao? Lúc thì tôi nấu ăn, lúc thì tôi đi mua đồ, và lúc thì tôi chuẩn bị bao lì xì. Mình có thể nói là osogatsu ryori o tsukuttari, kaimono shitari, otoshidama o junbi shitari shimasu. Đúng không ạ? Đó chính là cách liệt kê những hành động làm cho ngày Tết.
Hoặc là nếu mà trong ngày nghỉ, một ngày mình vừa chơi game, lúc mình chơi game, lúc mình đọc sách, mình có thể sử dụng mẫu này. Mình có thể nói là game study a hon wo yondari shimasu ne. Hoặc là lúc thì tôi lúc thì tôi dọn dẹp, lúc thì tôi giặt quần áo chẳng hạn, mình có thể nói là soji shitari sentaku shitari shimasu ne. Tiếp theo, vào kỳ nghỉ hè thì lúc thì tôi đi câu cá, lúc thì tôi đi picnic chẳng hạn, mình có thể nói là natsuyasumi suri o shitari picnic o picnic ni itari shimasu ne. Đó, lúc thì tôi đi câu cá, lúc thì tôi đi dã ngoại ngoài trời chẳng hạn. Hoặc là mỗi tối thì lúc thì chơi với con, lúc thì xem tivi chẳng hạn, mình có thể nói là mai bang kodomo to asondari teribi o mitari shitemasu ne. Hay, bởi vì mỗi tối những hành động này có thể lặp đi lặp lại, mình có thể sử dụng mẫu shiteimasu. Hay, đó chính là cách sử dụng của mẫu vetari shimasu ne, một mẫu liệt kê những cái hành động mình đã làm khoảng thời gian nào đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với cấu trúc ngữ pháp số 4 trong bài hôm nay. Đây là mẫu nani nani narimasu. Nani nani narimasu. Và đứng trước cái từ narimasu này, tùy theo trường hợp nó sẽ có sự kết hợp khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên, nếu mà nó là tính từ đuôi y các bạn nhé, kiyoshi desu ne, tính từ đuôi y thì mình sẽ bỏ y thêm cự cộng với narimasu. Bỏ y thêm cự cộng với narimasu. Còn nếu mà nó là tính từ đuôi na hoặc là danh từ thì mình chỉ cần thêm ni narimasu. Mình sẽ thêm ni narimasu ne. Đó, và chính là cách kết hợp tùy thuộc vào tính từ đuôi y hay là tính từ đuôi na hay là danh từ. Nó có nghĩa là trở nên, diễn tả sự thay đổi về trạng thái. Thường chỉ trạng thái đã thay đổi nên hay dùng ở thì quá khứ. Hay dùng ở thì quá khứ các bạn nhé. Ví dụ, nếu mà trời trở lạnh chẳng hạn, nếu mà trời trở lạnh thì mình có thể nói là câu đầu tiên thì mình có samui desu đúng không? Tức là trời lạnh. Đơn giản như thế thôi, nhưng bây giờ mình nói là mình muốn nói cái sự thay đổi của thời tiết, mình có thể nói là samuku narimasu. Samuku narimasu. Đấy. Đó. Bởi vì samui nó là tính từ đuôi y và mình sẽ bỏ y cộng thêm ku narimasu. Đó chính là cách chia nhá. Ví dụ như là trời đã tối rồi. Đấy, mình có thể nói là soto wa kuraku narimashita. Soto wa kuraku narimashita ne. Ở ngoài thì trời đã dần dần tối chẳng hạn. Trời đã trở nên tối. Và tôi đã dần dần trở nên cao chẳng hạn. Mình có thể nói là dan dan takaku narimashita. Tôi đã dần dần trở nên cao hơn. Dan dan takaku narimashita. Cái từ dan dan này đã chỉ cái tốc độ tăng trưởng dần dần cái gì đó, được chưa ạ? Hoặc là trời dần dần trở lạnh chẳng hạn. Vừa nãy chúng ta cũng đã tìm hiểu rồi đúng không? Mình có thể nói, hoặc là gió càng ngày càng lớn cũng được, mình có thể nói là e dandan samuku narimashita. Dandan samuku narimashita. Trời đã dần dần trở lạnh. Hay uchi ni iru toki, lúc ở nhà thì làm sao? Lúc ở nhà thì mặt mộc này rất là giản dị đúng không? Khi mà ra ngoài đường thì làm sao? Dekakeru toki thì rất là xinh đẹp đúng không? Kirei desu ne. Và mình có thể nói là so nan desu ne. Dekakeru toki kirei ni narimasu. Dekakeru toki kirei ni narimasu. Lúc mà ra đường thì tôi trở nên rất là đẹp đúng không? Bởi vì mình còn hóa trang điểm rồi, ăn vận quần áo đúng không? Đó, mình có thể nói kirei ni narimasu. Bởi vì kirei là tính từ đuôi na đúng không? Thì khi đó mình sẽ bỏ na đi và cộng thêm ni narimasu. Ni narimasu ne. Vào tháng 4 thì làm sao đấy? Đúng rồi, sắp tháng 4 rồi. Thì sắp là sang mùa xuân rồi đúng không? So nan desu ne. Thì mình có thể nói mo shikatsu desu ne. Và haru ni narimashita. Haru ni narimashita. Đã mùa xuân đã đến rồi đúng không ạ? Nếu mà muốn hỏi rằng là đã trở nên như thế nào thì mình có thể hỏi với mẫu
どうなりますか？どうなりますか？はい、trở nên như thế nào đây? À, cái tóc mình nó đã dài rồi. Mình có thể hỏi là à, どうなりますか? Đúng không? どうなりますか? 髪が à, 長くなります。髪が長くなりますね。Tóc tôi thì đã dài ra rồi đúng không ạ? Đầu tiên thì đầu chọc, bây giờ tóc tôi đã dài ngang vai rồi. 髪が長くなりましたね。どうなりますか? À, cái cây si gô mượn này nó đã nhỏ đi rồi. Nó ngắn đi rồi, nhỏ đi rồi bởi vì mình dùng rất nhiều chẳng hạn. どうなりますか? 消しゴムは小さくなりました。消しゴムが小さくなりましたね。あ、cái tẩy thì đã trở nên nhỏ rồi. 何になりますか? Là một mẫu câu hỏi mang nghĩa là à, đã trở thành cái gì rồi. Thường mẫu câu hỏi này nó sẽ dùng với tính từ, à dùng với danh từ. Đúng không ạ? Đã trở thành à, người trưởng thành rồi đúng không? Tức là từ tầm 18 tuổi đúng không? Thì mình sẽ thành niên, thành trưởng thành rồi đúng không? Đó, thì mình có thể nói là 成人になりました. 何になりますか? Mình có thể nói là 成人になりました. Đúng không? Mình đã trở thành người trưởng thành rồi, thành nhân đúng không? Hoặc là tôi đã trở thành mẹ rồi. Thì mình có thể nói là お母さんになりました。お母さんになりました。 Tôi đã trở thành mẹ. Hoặc là tôi đã trở thành ca sĩ chẳng hạn. Mình có thể nói là à, 歌手になりました。歌手になりましたね。 Tôi đã trở thành ca sĩ. Đó chính là cách hỏi và cách trả lời tương ứng với từng cái đặc điểm hay là từng cái tính chất của cái sự vật sự việc mình đang nói tới. Nếu mà là tính từ thì mình sẽ sử dụng どうなりますか? Hoặc là còn nếu là danh từ thì mình sẽ nói là 何になりますか? Nè. Đó chính là cách sử dụng của mẫu những mẫu tính từ đuôi na, tính từ đuôi y, danh từ cộng với なります, đúng không ạ? Và đó cũng chính là mẫu cuối cùng trong cũng như cấu trúc ngữ pháp của bài 19 ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng nhau chữa một số câu liên quan đến những cấu trúc ngữ pháp của mình vừa học nhé. Hãy đi tìm hiểu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chữa một số câu hỏi ngữ pháp của bài 19 nhé các bạn nha. 1番ですね。日本へ行ってお寿司を食べたりお寺を見たりそうですね。しました。Khi mà tôi đến Nhật thì tôi làm gì ấy? Tôi vừa ăn sushi rồi thì tôi lúc thì tôi đi ăn sushi, lúc thì tôi đi xem chùa đúng không? Đó. Và chúng ta cũng đã học rồi cái mẫu vetari này. Cái động từ cuối cùng của nó sẽ kết thúc bằng từ shimasu và shimashita và shitai, tùy thuộc vào cái thể mà người đọc và người nói muốn dùng đúng không? Thì ở đây thì mình chỉ có một đáp án, đó chính là từ shimashita mà thôi. Hai đáp án trước đó chính là deshita với cả desu thì là sai đúng không? Đó, kết thúc thì mình phải dùng từ suru. Shimashita ne. À, 2 番. Souji wo shimashita kara nani nani narimashita. Hai. 答えは、きれく、はら、きれいに。そうですね。きれいになりました。Chúng mình cũng đã học về cái mẫu nani nani nari mashita. Trước đó nó sẽ là một tính từ, tính từ đuôi y, tính từ đuôi na hoặc là danh từ. Chúng ta cũng đã học rồi, tính từ đuôi na thì mình sẽ bỏ na cộng với ni, đúng không ạ? Bỏ na cộng với ni. Và từ kire cũng chính là tính từ đuôi na. Thì mình chỉ cần nói là kire ni nari mashita. Ok. 3番ですね。春ですから、だんだん何々になります。暖かいに。はい、答えは?そうですね。暖かくなりました。暖かくなりましたね。あ、なります。あ、bởi vì đang trời đang mùa xuân, đúng không? Vì vậy cho nên, trời đang dần ấm lên.Dần dần ấm lên, đúng không? Tataka, atatakai, atatakaku là một tính từ đuôi y. Thì khi đó mình bỏ y cộng với thêm cự, đúng không? Và mình thêm từ narimasu. Hay, chứ mình không dùng như đáp án C, đó chỉ là thêm từ ni. Ni thì chỉ ở đấy danh từ và tính từ đuôi na mà thôi, đúng không? Hay, 次ですね。休みの日に
カレーに何々みんなでカラオケに行ったりします。はい、答えはそうですね、カレーに行ったり、ドーマカレーに行ったり、みんなでカラオケに行ったりします。Ở phía sau người ta có dùng mẫu ta đi rồi đúng không? Thì phía trước mình cũng dùng ta đi thôi. Đó. Vào ngày nghỉ thì làm sao? Thì tôi gặp anh ấy và cùng nhau đi. Đi karaoke, đúng không ạ? Lúc này tôi gặp anh ấy, lúc này tôi đi. Đi karaoke. Hãy, 次. Kabuki を見たことが何々か? いいえ、ありません。でも、見たいです。でも、見たいですね。答えは?ありますか?できますか?はい、ありました。そうですね。見たことがあります。どうも。Bạn đã từng có trải nghiệm nào chưa? Bạn đã từng xem kịch kabuki chưa? Đúng không? Chúng ta sẽ không chia cái từ arimasu thành arimashita như câu C và cũng không dùng về ta koto ga dekimasu. Đúng không? Nói về những trải nghiệm trong quá khứ thì mình dùng mẫu về ta koto ga arimasu ka? Bạn đã từng làm cái gì chưa? Tôi chưa từng. Nhưng mà tôi muốn đi xem kịch kabuki. 次ですね。私は日本で刺身を何々ことがあります。とっても美味しかったです。はい、答えは?そうですね。刺身を食べたことがあります。Tôi đã từng, tôi đã từng ăn sashimi ở Nhật Bản rồi. Và nó rất là ngon, đúng không? Đó, lại một mẫu câu nói về cái trải nghiệm gì đó của mình thì mình dùng beta koto ga arimasu mà thôi, đúng không? Càng tăng ですね。次。ハノイ大学の先生、何々になりたいです。はい。答えは?そうですね。先生になりたい。Danh từ thì mình sẽ dùng với lý, đúng không ạ? Muốn trở thành một cái gì đó, trở thành một cái gì đó, hay là muốn trở thành một cái gì đó. Ở đây là muốn trở thành sensei, muốn trở thành giáo viên ở Đại học Hà Nội. Thì mình có thể sử dụng là sensei になりたい. Đó. 次. 18日に次ですね。はい。3月18日に、20歳、どこも、20歳、何々になりました。はい、答えは、そうですね。になりました。Vào ngày 18 tháng 3 thì tôi đã lên 20 tuổi. Tôi đã 20 tuổi, đúng không ạ? Cộng với 20 đó chính là danh từ thì mình sẽ dùng ni và arimashita. Nè. 次, 日本へ行ったことがありますか? いいえ、ありません。ぜひ何々行きたいです。はい、答えは?そうですね。ぜひ一度行きたいですね。Bạn này có hỏi là bạn đã từng đi đến Nhật Bản chưa, đúng không? Và bạn này trả lời, chưa, tôi chưa từng, nhưng mà tôi làm sao? Tôi nhất định là tôi muốn đi đến Nhật Bản một lần. ぜひ一度行きたいですね. Và cái từ mô 一度 là một từ để biểu thị rằng là tôi muốn làm một lần nữa. Mình đã làm rồi, bây giờ mình muốn làm một lần nữa thì mình mới dùng từ mô 一度, đúng không? Còn từ 初めて thì mình sẽ không dùng trong trường hợp này. Muốn đi lần đầu tiên thì ở trong đây nó sẽ rất là ngữ ép. Mình có thể nói là mô 一度, dễ hỉ 一度 mà thôi, đúng không ạ? Rồi, フランスへ行ったことがありますか? いいえ、何々ありません。はい、簡単ですね。B です。一度もありません。Ở trong cuộc sống khác thì mình cũng đã học rồi, đúng không?Bạn đã từng đi Pháp chưa? Và người trả lời là chưa, tôi chưa từng đi một lần nào, đúng không? 一度もありません。もうないですね。はい、次。日本語の勉強はどうですか?難しいですが、面白いです。でも、何々、上手になりません。答えは?そうですね。でも、なかなか上手になりません。Tiếng Nhật thì làm sao? Học tiếng Nhật như thế nào, đúng không? Đấy, ở đây lại có một câu đình kinh điển rồi. 難しいですが面白いです. Rất là khó nhưng mà thú vị, đúng không? Nhưng mà làm sao? Tôi mãi mà không giỏi lên được. Thì mình dùng từ nakanaka zozunarimasen nhé. Từ nakanaka thì sẽ đi với thể nai, các bạn nhé. Thể phủ định. Còn từ dandan với từ cả từ mosuku thì mình sẽ đi với khẳng định.
đan đan thì là dần dần trở lên như thế nào đó, còn từ mô sư gự là sắp sửa, đúng không ạ? Sắp sửa như thế nào đó. 覚えてくださいね。風邪は大丈夫ですか？何々、元気になりました。あ、おかげさまですが、ありがとうですが、おかげさまで。はい、答えは？そうですね。おかげさまで元気になりました。あ、bác bị cảm ấy, có làm sao không? Cảm cúm như thế nào rồi, đúng không? Thì mình có thể nói là, à, nhờ trời mà tôi đã khỏe lên rồi. おかげさまでですね。おかげさまで元気になりました。nhờ trời mà tôi đã khỏe lại rồi. Đó. Khi mà muốn nói cái câu nhờ trời đó thì mình sẽ dùng cụm từ おかげさまで các bạn nhé. Chứ mình không dùng từ ありがとうですが hay là おかげさまですが nhé. Đấy. おかげさまでなるほど。次ですね。毎晩本を読んだりテレビを何々します。はい。答えはそうですね。テレビを見たりします。あ、mỗi tối thì sao? Tối, lúc thì tôi đọc sách, lúc thì tôi xem TV, đúng không ạ? Đó, mình cũng đã học về mỗi tari tari rồi và cách chắc hẳn là các bạn sẽ không ai sai về câu này đúng không? Hai, yama nani nani nobotta koto ga arimasu. Câu này là, そうですね. Yama ni nobotta koto ga arimasu. Tôi đã từng leo núi, đúng không ạ? Tôi đã từng leo núi. Đây là một cái câu nói về những trải nghiệm thôi. Đã từng làm gì đó.山に登るですね。スキーはとても楽しかったです。ぜひ何々したいです。はい。答えはそうですね。あ、もう一度したいです。あ、bạn này còn nói là đi trượt tuyết thì rất là 楽しい、楽しかった、rất là thú vị, đúng không? Và bây giờ bạn đấy muốn đi lại một lần nữa thì mình có thể nói là ぜひもう一度したいですね。Bạn ấy muốn trượt tuyết một lần nữa, thêm một lần nữa thì mình có nói là もう一度 Hãy Câu 16 ホテル何々泊まりますホテル何々泊まりますね Hãy 答えはがですかでですかにですかはい、そうですねホテルに泊まりますはい tôi ở lại, ở trọ lại khách sạn, đúng không ạ? Ở trọ lại đâu thì mình dùng từ lý ホテルに泊まります。次ですね。アメリカ行ったことがありますか？何々。はい、行きました。はい、あります。はい、いえ、まだ行きません。答えは？そうですね。はい、あります。câu hỏi này là một câu hỏi về trải nghiệm thôi. Mình đã học rất là nhiều rồi, đúng không? Bạn đã từng đến Mỹ chưa, đúng không? Và mình sẽ trả lời hoặc là có, hoặc là không. Hay, あります。À, có, tôi đã từng rồi, đúng không? Mình sẽ không trả lời là hay ikimashita, tôi đã đi, đúng không? Và mình sẽ trả lời là hay arimasu, à tôi đã từng đi rồi. Nihon no osake wo nonda koto ga nani nani? Hay arimasu ne, nonda koto ga arimasu. Đó, câu này vẫn là một câu nói về trải nghiệm, tôi đã từng uống rượu Nhật Bản. 次ですね、もう5月ですね、これから何々暑くなります。はい。もうすぐ、あとで、へら、だんだん。そうですね。これから、だんだん暑くなります。あ、おら、たくなんぞに。ばばらしてたらいい。うん、と、ういぞり、あ、さ、ざんざん、ざんざん、ちょいざんざん、ちょいざんざん、ざんざんじろ、てみせる、と、だんだん、ね、こいな。と、ういぞり、こう、はい、むいじ、じんた、はい、こう、こんにゃん。ghép câu, ghép từ nhá. 悪い体ですにはタバコ。うん。はい。答えは、まずですね、悪い。thì mình sẽ có thể đi với に、đúng không? 体 mình sẽ đi với に。và sau đó mình có thể đi với từ 悪い。体に悪い。đúng không? và タバコ thì mình sẽ có thể đi với わ、đúng không ạ?Và câu này mình cũng dần dần mường tượng được cái ý nghĩa của nó, đúng không? Tabako wa, đúng không? Karada ni, karada ni, warui desu ka, đúng không ạ? Karada, karada ni, warui desu. Si, そうなんですね。いい、đúng không? Tabako wa, karada ni, warui desu ka?
hút thuốc thì có hại cho sức khỏe hay không? Một câu hỏi đúng không ạ? Có hại cho sức khỏe thì mình sẽ dùng cụm từ karada ni warui các bạn nhé. Đấy. Vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành những cấu trúc ngữ pháp của bài 19 lẫn bài 18. Bây giờ nếu bạn nào mà có thắc mắc gì thì sensei sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Đấy. Rồi, về cấu trúc ngữ pháp của bài 18 thì có một bạn hỏi sensei như sau. Liệu có thể nói wakaru koto ga dekimasu hoặc là shiru koto ga dekimasu hay không? Đúng không? Wakaru là chính là mình hiểu, mình biết một cái gì đó. Mình hiểu một cái gì đó đúng không? Ví dụ như là Nihongo ga wakaru, mình hiểu tiếng Nhật chẳng hạn. Hoặc là mình biết một người nào đó, đúng không? Shiru, đúng không? Toko no ito wo shiteiru, tôi biết cái người đó chẳng hạn. Và bạn đang hỏi là hai cái từ động từ đó có thể dùng với beru koto ga dekimasu được hay không? Thì sensei trả lời là mình sẽ không dùng hai từ đó với beru koto ga dekimasu nhé. Bạn chỉ cần dùng bình thường là wakarimasu với cả shirimasu. Đúng không? Shitemasu hay là shirimasen mà thôi. Mình không cần phải thêm là beru koto ga dekimasu đối với hai cái từ đó. Được chưa ạ? Còn nếu vẫn muốn dùng rằng là có thể hiểu được chẳng hạn thì mình có thể dùng cái từ kikai suru, đúng không ạ? Từ rikai suru tức là lý và từ lý và từ giải, đúng không ạ? Đó, rikai suru koto ga dekimasu thì còn được, chứ mình không dùng là wakaru koto ga dekimasu hay là shiru koto ga dekimasu các bạn nhé. Các bạn lưu ý nhá, hai động từ này là hai động từ rất là đặc biệt, mình sẽ không dùng với mẫu này. Và tiếp theo là thể từ điển khi sang Nhật có được nói với người lớn không ạ? Đấy, tức là bạn, ý của bạn là khi mà nói chuyện với người lớn thì mình chỉ dùng thẻ từ điển mà thôi đúng không? Còn nếu mà ý bạn của như vậy, nếu ý bạn là như vậy, tức là mình sẽ không dùng thẻ mát sự và đại sự khi nói chuyện với người lớn thì cái đó là một điều mà sensei không recommend cho bạn nhé. Không, các bạn nên khi mà nói chuyện với người lớn ấy, cứ lớn tuổi hơn mình hoặc là sếp của mình thì các bạn nên dùng đầy đủ thẻ lịch sự hoặc kính ngữ nhé. Chứ mình không nên dùng đơn là thẻ từ điển khi nói chuyện với người lớn tuổi. Được chưa ạ? Và còn về những cấu trúc ngữ pháp của bài 19 thì sensei có thu được một câu hỏi của một bạn, đó chính là thẻ T dùng để nối câu mà hôm trước chúng ta cũng đã học với thẻ V tari thì có giống nhau không ạ? À, về cơ bản thì hai cái thẻ này đều dùng để liệt kê những cái hành động đúng không? Đó, như các bạn cũng đã học rồi nhá, VT thì mình làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì. Về VTARI cũng như thế, mình làm cái gì, mình làm cái gì, mình làm cái gì. Nhưng về một sắc khái nghĩa khác của hai cái này thì nó đó chính là cái mẫu VT nó để diễn tả cái trình tự hoạt động nhất định, trình tự hành động nhất định. Mình làm cái này rồi mình làm cái khác, đúng không ạ? Tức là cái mẫu VT đứng đầu tiên nó sẽ là diễn ra đầu tiên, thứ hai thì là đứng diễn ra thứ hai và cuối cùng thì là diễn ra cuối cùng. Đó, VT và VMAX đó, nó dựa theo một cái trình tự như thế. Còn VTARI thì là những cái hành động ở trong cái mẫu VTARI này nó sẽ không theo một thứ tự đặc biệt nào cả, đúng không? Nó sẽ không theo thứ tự trình tự hoạt động mà nó sẽ chỉ là liệt kê ra mà thôi, đơn thuần là liệt kê ra mà thôi. Đó. Và những cái động từ ở trong mẫu VTVT nó không thể xáo trộn lại với nhau được. Đó, và cái động từ trong mẫu VTARI thì có thể xáo trộn với nhau. Đó chính là sự khác biệt giữa hai cái mẫu này khi mà dùng, các bạn hãy chú ý nhé. Và tiếp theo đó chính là có được dùng nhiều VTARI trong một câu không ạ? Ví dụ như là osake o nondari, sushi o tabetari, karaoke ni ittari shimasu chẳng hạn. Thì các bạn có thể sử dụng nhiều mẫu VTARI trong câu, nhưng thường thì các bạn nên dùng hai mẫu, hai cái VTARI trong câu là ổn rồi. Từ 3 trở lên là đã hơi nhiều rồi. Đó, cho nên và từ 4 trở lên thì dường như là không nên dùng nhá. Các bạn đó, đang như thế là liệt kê hơi bị nhiều và mình chỉ nên dùng tầm 2, cùng lắm là 3 mẫu VTARI trong một câu mà thôi. Và vậy là sensei cũng đã giải đáp hết tất cả những thắc mắc liên quan đến cấu trúc ngữ pháp của bài 18 và bài 19. Và trong quá trình các bạn học mà các bạn vẫn còn có vướng mắc ở chỗ nào thì các bạn đừng ngần ngại comment phía dưới để các bạn trợ giảng có thể hỗ trợ giải đáp cho các bạn nhé.
Và bài học ngày hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Mong rằng là sẽ gặp được các bạn trong những bài học tiếp theo. Hãy, mata.